Nhân dịp Tết Nguyên đáng Quý Mão 2023, chiều nay Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Khê tổ chức gặp mặt bí thư chi bộ khu dân cư trên địa bàn. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Quận ủy Thanh Khê đã thông tin đến bí thư chi bộ khu dân cư một số kết quả phát triển kinh tế hết xã hội và công tác xây dựng đảng trên địa bàn trong năm 2022. Đáng chú ý là tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng đạt 17.500 tỷ đồng, thu ngân sách vượt 27% dự toán giao trong năm đã giúp đỡ cho 295 hộ nghèo và 228 hộ cận nghèo vươn lên thoát nghèo. Quận ở đơn vị đứng đầu của quận huyện về cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Quận đã chỉ đạo tổ chức thành công đại hội chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025, phát triển 111 đảng viên mới. Những chuẩn bị tích cực đó có sự cố gắng, nỗ lực và đóng góp của đội ngũ bí thư chi bộ khu dân cư lãnh đạo quận Thanh Khê đánh giá cao, biểu trương và tin tưởng đội ngũ bí thư chi bộ khu dân cư sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, vai trò hạt nhân đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động cùng chi bộ lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ, tích cực ứng các phong trào thi đua, xây dựng từng khu dân cư ngày càng khang trang, góp phần xây dựng quận Thanh Khê ngày càng phát triển.